Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với series những video chia sẻ về dược lý học lâm sàng. Trong các video này mình sẽ trình bày một cách ngắn gọn nhất nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ những thông tin cần thiết cho mỗi chủ đề. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích đừng quên bấm đăng ký, like, share để mình có những động lực làm những video tiếp theo nha. Trước khi tìm hiểu về cơ chế tác dụng của thuốc, chúng ta cần hiểu rõ về dược độc học và dược lực học. Dược lý học là một môn khoa học về thuốc, bao hàm mọi nghiên cứu về sự tương tác của thuốc đối với các hệ sinh học. Dược lý học được chia làm 5 phần, đó là dược động học, dược lực học, dược lý thời khắc, dược lý di truyền và dược lý cảnh giác. Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về dược động học. Khác với dược lực học nghiên cứu các tác động của thuốc trên cơ thể sống, thì dược động học lại nghiên cứu các tác động của cơ thể tới thuốc. Khi bạn uống một viên thuốc, điều đầu tiên diễn ra là sự hấp thu. Thuốc sẽ được hấp thu vào máu, sau đó được phân phối đến các mô. Ở đây thuốc được dự trữ một phần và phát huy tác dụng. Tiếp đó thuốc được chuyển hóa và thải trừ hầu hết qua phân, nước tiểu và mật. Như vậy, dược độc học gồm 4 quá trình: hấp thu, phân phối, chuyển hóa và thải trừ. Chúng ta sẽ tìm hiểu về quá trình hấp thu của thuốc. Để thực hiện được quá trình này, thuốc phải vượt qua các màng tế bào. Có 4 cách để vận chuyển thuốc qua màng tế bào: vận chuyển thụ động, vận chuyển thuốc bằng cách lọc, ẩm bào và vận chuyển nhà chất ma. Đầu tiên, vận chuyển thụ động, các phân tử thuốc có độ tan trong nước trên lipid tích hợp sẽ chuyển hóa qua màng từ nơi có nồng độ cao tới nồng độ thấp. Với cách vận chuyển này, thuốc phải ít bị ion hóa và có nồng độ cao ở bề mặt. Vận chuyển bằng cách lọc, những thuốc có trọng lượng phân tử thấp tan được trong nước nhưng không tan được trong mỡ sẽ trôi qua các ống dẫn của màng sinh học do sự chênh lệch áp lực thủy tĩnh. Thứ ba là ẩm bào, màng tế bào bọc phân tử thuốc đưa vào trong bào tương, sau đó enzyme trong lysosome thủy phân giải phóng thuốc. Cuối cùng là vận chuyển cần chất mang, trong hình thức vận chuyển này có hai cách. Vận chuyển thuận lợi, thuốc cần kèm theo chất vận chuyển và có sự chênh lệch bậc thang nồng độ, sự vận chuyển này không cần năng lượng. Vận chuyển tích cực thực thụ, vận chuyển đi ngược bậc thang nồng độ từ nơi có nồng độ thấp tới nồng độ cao, vì vậy cần năng lượng. Sự hấp thu của thuốc còn phụ thuộc vào độ hòa tan thuốc, độ pH tại vị trí hấp thu, nồng độ của thuốc, tuần hoàn tại vùng hấp thu, diện tích vùng hấp thu. Vậy câu hỏi đặt ra, khi ta uống một viên thuốc 100mg, liệu cơ thể sẽ hấp thu được bao nhiêu phần trăm? Câu trả lời là thuốc sẽ không được hấp thu hoàn toàn 100%. Khi uống vào cơ thể, thuốc được hấp thu ở ruột, chuyển hóa, tác dụng và thải trừ khỏi cơ thể trước khi đạt được nồng độ đỉnh. Thuốc tiêm qua đường tĩnh mạch, ban đầu thuốc sẽ đạt 100% và sẽ giảm dần theo thời gian do không trải qua quá trình hấp thu. Thuốc sử dụng qua đường uống thì đường cong có sự khác biệt do ảnh hưởng của quá trình hấp thu. Diện tích dưới đường cong biểu thị lượng thuốc được hấp thu vào vòng tuần hoàn. Từ đây chúng ta dẫn đến khái niệm về sinh khả dụng của thuốc. Sinh khả dụng tuyệt đối F bằng AUC dùng đường ngoài tiêm tĩnh mạch chia cho AUC tiêm đường tĩnh mạch của cùng một loại thuốc, cùng một liều thuốc. Và F luôn luôn nhỏ hơn 1. Tiếp theo là sự phân phối thuốc. Phân phối thuốc là đưa thuốc từ tuần hoàn đến các mô. Sự phân phối thuốc không chỉ ảnh hưởng đến khởi đầu tác động mà còn ảnh hưởng tới cả thời gian tác động. Sau khi hấp thu vào máu, thuốc tồn tại ở hai dạng. Hai dạng này luôn có sự cân bằng động. Phần thuốc gắn với protein huyết tương chủ yếu ở albumin, globulin, lipoprotein, A1 glycoprotein acid. Tính chất của dạng thuốc này là không có tính chuyên biệt, không sinh tác động dược lực, không bị chuyển hóa và thải trừ, khả năng gắn phụ thuộc vào từng loại thuốc. Thứ hai là phần thuốc ở dạng tự do. Phần tự do sẽ đi qua được thành mạch và chuyển vào các mô tới nơi tác dụng, vào mô dự trữ hoặc bị chuyển hóa rồi thải trừ. Sự tích lũy tại các mô khác nhau tùy loại thuốc. Các thuốc tan nhiều trong mỡ sẽ thấm nhanh vào não nhưng lại không ở lại được lâu. Trừ các thuốc tan trong nước có trọng lượng lớn trên 1.000 và các amin bậc 4 không qua được giao thai, rất nhiều thuốc có thể vào được máu thai nhi, gây nguy hiểm cho thai nhi. Chúng ta cần biết thêm một số các công thức quan trọng trong quá trình này, đó là thể tích phân bố VD. Thể tích phân bố VD biểu thị một thể tích biểu kiến không có thực, chứa toàn bộ nồng độ thuốc trong huyết tương CP đo ở trạng thái cân bằng. VD bằng Q lượng thuốc đưa vào trong cơ thể. Tính bằng miligam chia cho CP nồng độ thuốc trong huyết tương, tính bằng miligam trên lít. Ý nghĩa của công thức này đó là chúng ta có thể tính được liều cần dùng để đạt được nồng độ mong muốn trong huyết tương khi biết VD.
Vậy muốn tăng thể tích phân bố VD, ta chỉ cần tăng lượng thuốc đưa vào cơ thể và ngược lại. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự chuyển hóa thuốc. Mục đích của sự chuyển hóa thuốc là giúp thuốc chuyển từ tan trong lipid, không bị ion hóa thành các phức hợp có cực, dễ bị ion hóa, ít tan trong mỡ, khó gắn vào các protein, khó thấm vào tế bào và vì thế tan hơn trong nước, dễ bị thải trừ. Một số thuốc có thể chuyển hóa ở nhiều cơ quan qua nhiều phản ứng khác nhau, chủ yếu là ở gan. Một chất A được đưa vào cơ thể sẽ đi theo một hoặc các con đường được hấp thu và thải trừ không biến đổi như bromide, lithium, saccharin, chuyển hóa thành chất B ở pha 1, rồi C ở pha 2 và thải trừ. Chuyển hóa thành chất D ở pha 2, rồi thải trừ. Chất A và chất B có hoặc không có hoạt tính, chất C và chất D thì luôn luôn là chất không có hoạt tính sinh học. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển hóa của thuốc như tuổi, di truyền, bệnh lý, yếu tố ngoại lai và sự ức chế hay cảm ứng enzyme ở gan. Các phản ứng ở pha 1 thường là các phản ứng oxy hóa được xúc tác bởi các enzyme oxy hóa có nhiều trong microsome gan, đặc biệt là họ enzyme cytochrome P450. Ngoài các phản ứng oxy hóa ra thì còn có các phản ứng như phản ứng khử. Các phản ứng khử sẽ khử các dẫn xuất của nitơ, anhydride, carboni bởi các enzyme nitroreductase, azoreductase, dehydrogenase. Phản ứng thủy phân sẽ thủy phân các đường nối ester và các amide bởi các enzyme esterase, amidase có trong huyết tương, gan, thành ruột và các mô khác. Tiếp theo sẽ là các phản ứng ở pha 2. Các phản ứng ở pha 2 thường thường là các phản ứng liên hợp. Một phân tử nội sinh như axit glucuronic, glutathione, sulfat, glycine, acetin sẽ ghép với một phần hóa học của thuốc để tạo thành các phức hợp tan mạnh trong nước. Ngoài ra còn có các phản ứng acetin hóa, methyl hóa. Tất cả các phản ứng này thì cần năng lượng và cơ chất nội sinh. Phần cuối cùng trong video này đó chính là sự thải trừ. Thuốc được thải trừ dưới dạng nguyên chất hoặc đã bị chuyển hóa. Thải trừ qua thận là đường quan trọng nhất của các thuốc tan trong nước, có trọng lượng phân tử nhỏ hơn 300. Ngoài ra, thuốc còn được thải trừ qua mật sau khi đã chuyển hóa ở gan như đã trình bày ở phần chuyển hóa phía trên. Thuốc thải trừ qua phổi thường là các chất bay hơi như rượu, tinh dầu, các chất khí như protoxinitơ, halothan. Thuốc được thải trừ qua sữa là các chất tan mạnh trong lipid có trọng lượng phân tử nhỏ hơn 200. Ngoài ra, thuốc còn được thải trừ qua mồ hôi, qua nước mắt, qua tế bào sừng như lông, tóc, móng, tuyến nước bọt nhưng số lượng không đáng kể nên ít có ý nghĩa về mặt điều trị. Ở mục này chúng ta cần nhớ một số công thức. Thứ nhất là độ thanh thải CL biểu thị khả năng của một cơ quan như gan, thận trong cơ thể thải trừ hoàn toàn một thuốc hay một chất ra khỏi huyết tương khi máu tuần hoàn qua cơ quan đó. CL sẽ bằng V trên CP, với V là tốc độ thải trừ của thuốc qua cơ quan, đơn vị miligam trên phút, CP là nồng độ thuốc trong huyết tương, đơn vị miligam trên lít. Độ thanh thải của một cơ quan được tính bằng Q nhân với CA trừ CV chia CA hay bằng Q nhân E, với CA là nồng độ thuốc trong máu động mạch hay máu đến cơ quan, CV là nồng độ thuốc trong máu tĩnh mạch, máu ra khỏi cơ quan. E là hệ số chiết xuất của cơ quan. E được tính bằng CA trừ CV trên CA. Q là lưu lượng máu. Từ đây ta xây dựng được công thức CL của toàn bộ sẽ bằng CL gan cộng CL thận cộng CL phổi cộng CL lách cộng vân vân. Vì hai cơ quan chính tham gia thải trừ thuốc khỏi cơ thể là gan và thận nên CL toàn bộ được coi như là CL gan cộng CL thận. Thứ hai là thời gian bán thải T/2 được chia làm hai loại, T/2 alpha hay T/2 hấp thu là thời gian cần để hấp thu 1/2 thuốc đã dùng hấp thu được vào trong vòng tuần hoàn. Nếu thuốc được dùng trong đường tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch, T/2 alpha không đáng kể. T/2 beta hay T/2 thải trừ là thời gian cần thiết để nồng độ thuốc trong huyết tương giảm đi một nửa. Trên thực hành điều trị hay dùng T/2 beta và thường chỉ viết là T/2. T/2 được tính bằng 0,693 nhân với VD chia CL. Nhìn vào công thức này, ta thấy T/2 và độ thanh thải CL có tỷ lệ nghịch với nhau. Khi CL thay đổi sẽ làm T/2 thay đổi. Vì vậy, hiệu quả điều trị sẽ bị ảnh hưởng, cần phải hiệu chỉnh liều lượng hoặc khoảng cách giữa các liều dùng.
Và đến đây video của mình đã hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.